Ok, chào anh em, hôm nay sẽ hướng dẫn anh em cách lắp Kama 60 zin vào màn zin cho Creta 2022 nhé. Ok, đầu tiên là nếu mà anh em mua cái rắc chuyện này, nó sẽ có cái rắc chuyện interface này để cắm vào màn hình này, để cho nó zin không cắt chích đấu của xe này. Đấy, anh em sẽ đấu trên trên xe này. Ok, cái dây này là dây tín hiệu CCD để chuyển từ hộp cam 360 lên đây, xuất ra lệnh để anh em chuyển định hình quanh hình vào đây. Ok, đó là cục cam bớt này, anh em phải nhìn chân này, con này nó sẽ là chân số 5 này. Đấy. Ok, anh em đấu ở đây nó sẽ chuyển màn này. Đấy. Đây thì anh em sẽ gạt mã 678. Ok, chung chung cho Windai. Đấy, nếu mà con này nó sẽ được xây thít được. Nếu mà con này nó sẽ có đánh lái luôn ở trong cụm này, can H can L đây. Nó đạo dây ra can bơ đây thì anh em sẽ cắm như con for là lên thôi, nhưng mà con này không có là anh em sẽ phải đấu thêm một cục đánh lái riêng rời. Đấy. Đấy, lái riêng rời này thì anh em gạt mã 6 này của OLED này. Đấy. Thì cục đánh mã đánh lái này thì dây này thì anh em đấu xuống dây DX đấu xuống dây IR chứ kia là ok là lên. Đấy. Còn hai dây này là hai dây ken này. Đấy, hai dây đánh lái ở đây. Đây, hai dây đánh lái sau này này. Hai dây đánh lái chân xanh mi cam, chân 7 chân 8. Đấy, chân xanh mi cam chân 7 mi 8 này. Ok. Rồi, còn đây là nguồn mát AC của cam này, để nuôi cam này. Đấy, anh em sẽ đấu đây. Đây AC dương này, mát này. Anh em đấu riêng anh em đừng có chạm chập vào nhau. Ok. Xong chưa? Ok, chào anh em.